Xin chào quý vị và các bạn, đây vẫn là những hình ảnh tại lễ ra mắt câu lạc bộ Bonsai 1977. Một cái không gian trưng bày rất là hoành tráng, phải nói là các anh 1977 rất là chịu chơi. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 12 tháng 4 tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, nhà vườn Nhật Cường. Và video này tiếp tục mời quý vị các bạn chiêm ngưỡng những siêu phẩm tiền tỷ đang trưng bày ở cái sân chơi này. Và tác phẩm đầu tiên cũng rất nổi tiếng, đấy là cây xanh ngai vàng đất Việt của nhà vườn Nam Lê. Tất nhiên là ở Đông Anh thì không thể không mời cái tác phẩm này đến với hội được. Đây là quang cảnh trước lễ khai mạc nha quý vị nhé. Khách vẫn đang tiếp tục nườm nượp đến với cái lễ ra mắt này. Đây là một tác phẩm xanh cổ khác, một cây song thụ. Tác phẩm có tên là Bình An, chủ nhân Nguyễn Xuân Dương. Cái bể này cũng rất là cổ rồi đấy. Nhìn cái bể rất là cổ kính, phù hợp với cái dáng cây. Còn ở đây có một tác phẩm tùng nhé. Đây là tùng Đài Loan quý vị nhé, một cây nhập khẩu. Đấy, nhìn cây rất đẹp. Tác phẩm có tên là Lưu Miếu Duệ, cũng hơi khó hiểu chút, hay là mắt mình kém. Này là tùng kim cương Đài Loan, cây nhập khẩu. Nhìn cái đường nét ở cái gốc của nó như một cái bức tranh đầy màu sắc quý vị ạ, vì nó già rồi, quá già. Ở đây có rất nhiều những tác phẩm đặc biệt, không phải chỉ là xanh như quý vị nghĩ. Bởi vì ở đây nó là những cái tác phẩm tuyển chọn, tất nhiên là có nhiều xanh ấy, nhưng mà vẫn có nhiều những cái tác phẩm độc đáo khác. Và mình thấy ở đây là cái cuộc trưng bày này có cái sự hỗ trợ rất lớn từ các cái đơn vị truyền thông. Có cả các nhà đài, rồi các phóng viên tự do, rồi các kênh YouTube. Rất nhiều phóng viên đang tác nghiệp ở trong cái sân trưng bày này. Một tác phẩm rất đẹp, cây tầm trung. Đặc biệt là mình thấy cái tác phẩm Ngũ Phúc này, nhìn già kinh khủng luôn. Cây Ngũ Phúc của chủ nhân Đinh Văn Tuấn. Đấy, quý vị thấy là địa y nó bám từ rễ lên đến ngọn, bạc mốc cả thân cây rồi. Cây siêu già, hình như là xanh quê. Đấy, phải nói là siêu phẩm. Đấy, quý vị thấy những cái màu sắc của thời gian đang in hình lên cái tác phẩm này. Một tác phẩm tiểu cảnh, nhưng mà phải nói là cực kỳ đẹp. Mình không nhớ, nhưng mà cũng có một số lần mình được chiêm ngưỡng cái tác phẩm này rồi. Tuy nhiên thì ở những cái cuộc triển lãm lớn, quý vị thấy là nó có quá nhiều những cái tác phẩm, cho nên là nhiều khi là mình có thể là chỉ đi lướt qua mà không để ý. Có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng ở cái cuộc trưng bày này.
Như đây là có một bộ ba này. Để mình quay cho quý vị cái cây si Đài Loan này đã. Bonsai nhập khẩu quý vị nhé. Tác phẩm có tên là Duy Ngã Độc Tôn. Tuy nhiên là mình chắc chắn một điều là khi còn ở Đài Loan là nó không có tên đâu. Vì cái phong cách của tác phẩm này nó rất là phổ biến ở Đài Loan. Mà kiểu họ làm cây theo lối công nghiệp ấy, nên là có khi trăm cây như một. Thế nên là việc đặt tên cho một cái tác phẩm là hơi hiếm. Ở Trung Quốc thì có thể là họ sẽ đặt tên cho từng tác phẩm, nhưng nó phải có một cái gì đó đặc biệt để phân biệt với các tác phẩm khác. Hãy quay lại cái bộ ba trong cái bể đá cổ này nha quý vị nhé. Cây nó tầm trung như thế này thôi, không phải cây cỡ đại, nhưng mà nó cực kỳ duyên dáng. Đấy. Gọn nhẹ thôi nhưng mà là những tác phẩm rất là già. Cái bệ rễ của nó là gần như là sắp kín mặt cái bể đá rồi. Đấy, dòng xanh Nam Điền. Đấy, cái màu quý vị thấy cái màu đồng nó nổi lên. Đấy, khi nước mưa nó chảy vào cái thân cây này. Đây cái bộ ba khá đẹp. Tuy nhiên thì từ trước đến giờ những cái cuộc triển lãm mình ít quay những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Đấy, cho nên là những cái hiểu biết thôi, là trí nhớ về những tác phẩm này là không có nhiều. Đâm ra là quý vị cũng thông cảm, vì nhiều khi đối với quý vị là những tác phẩm rất nổi tiếng, có tiếng ấy, nhưng mà mình thì cái thông tin về những tác phẩm đấy nó còn hơi ít. Đây là một cây xanh trên đá. Cái kiểu phối đá này mình thấy rất là quen. Cái chậu này cũng khá là cầu kỳ, nhưng màu sắc nó nói chung là nhã nhặn. Phù hợp với cái cây. Quý vị thấy cái màu da của cây nó cũng vàng vàng như cái màu chậu vậy. Cây đang ra lá mới. Này. Phối đá rất đẹp nha quý vị nhé. Mình quay và nói cho vui vậy thôi, chứ những cái kiến thức về cây cảnh bonsai nó cũng hạn chế, đâm ra là quý vị thông cảm. Đây là nói theo cái cách của một người ngoại đạo một chút. Còn cái cây đa này thì mình cũng mới gặp ở Triều Khúc, không rõ là có phải ở làng Triều hay không. Một cây đa trên đá. Hiếm có cây đa nào như thế này đâu quý vị nhé. Nói chung là trong làng cây là hiếm có cây đa nào như thế này. Cây dáng làng theo lối tứ diện, nhưng được phối trên cái đá này nó thực sự là độc đáo. Độc đáo và có chút gọi là nó hoang dại. Nhìn cái cây đa này cảm giác nó như ở một cái khu rừng nguyên sinh nào đó quý vị ạ. Đấy, còn đây là một cái cây ruối kỳ lân du xuân. Kỳ lân du xuân này thì mình gặp ở Hải Dương đợt giữa năm vừa rồi. Đấy, mình có xuống Hải Dương và đúng là có gặp cái tác phẩm có tên là Kỳ Lân Du Xuân. Đúng là cây này quý vị ạ. Hình như cây này nó từ xuất phát từ trong Quy Nhơn về thì phải, hàng khai thác. Không rõ là có phải hay không.
nhưng mà phải nói là nó thực sự quái. Đúng là kiểu hình thú, một cây rối hình thú. Cây của nhà vườn Dương Kỳ Lân, một cái cây gắn cái tên với tác giả luôn. Đây một cây xanh ôm đá khác. Sân chơi ngày một đông quý vị ạ. Và các phóng viên thì đang tác nghiệp hết mình. Tác phẩm này có tên là Đài Sen. Đến đây mới thấy những cái ánh mắt của những người mê cây, si mê đến ngẩn ngơ. Mộc Trấn Phong, một cái cây trực cũng rất độc đáo. Cây này nó có cái là nó có một cái đường rỗng ở thân cây. Đấy, quý vị thấy cái đường rỗng này kìa. Nhìn rất độc đáo nha quý vị nhé. Có thể nó là một cái rễ nào đó nó buông xuống, nhưng nó thành cái sẹo. Đây cũng là một tác phẩm của nhà vườn Dương Kỳ Lân. Đấy, không biết là đây là chú nào. Chú Bình cây và đọc thơ rất hay, đặc biệt là rất mê cây. Chú cũng là chủ nhân của cái tác phẩm sau lưng ấy chú mình nha. Một ngày xưa là một vị làm trong nhà nước, đàn Phượng Vũ. Một cái cây cổ như là mình cũng có nghe tên rồi. Và bên cạnh là tác phẩm Dấu Ấn Thời Gian, hiện đang ở nhà vườn Minh Dưỡng. Tuy nhiên thì tác phẩm này mình sẽ quay lại cho quý vị ở video sau nhé.